Em Hùng xin gửi lời chào tới toàn thể các quý anh chị. Em Hùng có thông tin là quỹ đất 13 lô tại Gò Gạo, Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Với giá bán chỉ từ 11,5 triệu trên 1 mét tùy vị trí từng lô. Đường trước đất của các lô đây thì đều là đường 4 mét, ô tô đỗ tận cửa. Các anh chị đi thẳng ra đường đầu này khoảng tầm 80 mét chính là đường liên xã của thôn Gò Gạo, và các anh chị rẽ bên trái thì chính là đường bờ kênh di chuyển được kết nối từ đường 35. Vị trí ở đây thì cũng khá là gần với Ủy ban Nhân dân, gần trường học các cấp. Đây là vị trí của quỹ đất tại đây, quỹ đất ở mé bên đường này. Dao động từ 79 cho tới 80 mét vuông. Mặt tiền là 6 mét. Mặt tiền là 6,80. Và mặt hậu là cũng 6,80, dao động. Đường ở đây thì đều là đường ô tô, ô tô tránh xe máy, đường thông. Hai lô ở mé bên này 77 mét vuông, mặt tiền 5,2 mét. Hello anh nhé. Em đang quay mấy cái lô đất đây. Đây là đường 4 mét này. Đường đi chung, đường là 4 mét. Các cái lô đất ở trong đường này thì mặt tiền cũng rộng 5 mét, khổ đất khá là vuông. Ngoại trừ cái lô đất này. Diện tích là 85 mét và hậu. Hậu thì bị tóp nặng. Tất cả các lô đất ở đây thì khá là vuông, ngoại trừ cái lô đất này. Mặt hậu của nó nhỏ nhất chỉ rơi vào 1m6, mà trong đó mặt tiền là 7,59m. Nằm khá là gần so với đường bờ kênh. Tiện ích thì khá là đầy đủ, giao thông rất là thuận lợi. Các anh chị quan tâm tới quỹ đất này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài ra các anh chị cần đo đạc, cần hỗ trợ đăng ký biến động đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu, cũng như cần hỗ trợ tài chính thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho em Hùng, hoặc có thể bình luận ở bên dưới phần bình luận của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.